Con lại đây ăn trái cây với mẹ nè, trái cây ngon. Dạ con nè mẹ. Ủa con tới đây làm gì vậy? Mẹ mua trái cây này là cho em nó còn nhỏ, con lớn rồi. Nhưng mà con thề mà mẹ, bây giờ con nhường cho em không được hả? Đúng rồi á, cái này là mẹ mua cho em á, đâu phải của chị hai đâu. Lớn rồi còn ăn. Dạ con biết rồi. Mẹ ơi, cho con xin tiền đóng học phí cho cô nha. Nữa, lại đóng học phí nữa hả con? Nhà mình nghèo lắm rồi, giờ con nhường cái số tiền đó cho em đi học thêm, học đồ. Con lớn rồi, sau này con cũng về nhà chồng, mẹ cũng có nhờ con được đâu. Nhưng mà mẹ... Cái gì? Bây giờ mày cãi tao đúng không? Mẹ nói đúng rồi đó, sau này em lo cho mẹ mà, đâu phải chị đâu. Chị nghỉ học đi, để tiền đó lo cho em học được rồi. Ừ. Đi xuống bếp nấu cơm, lát nữa ba mày về mà không có cơm là con đánh mày đó, nhanh lên. Dạ. Sao lúc nào mẹ cũng mắng chửi mình hết vậy? Sao em mình được cưng như trứng, còn mình thì sao? Mình phải làm sao đây?